Hello, xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là mình xin tóm tắt sơ qua một ít cái nội dung của cách đây 1-2 ngày là có một cháu sơ sinh vẫn còn sống mà mình thấy mình cũng không hiểu tại sao lại xe của bệnh viện mang về chùa An Lạc ở trong miền Nam ấy. Và hai vợ chồng và một người bác nói là mang về đây để nếu mà cái đứa bé mà nó mà chết thì nhờ chôn cất, còn nếu mà nó sống thì báo lại cho gia đình. Mà mình không hiểu tại sao lại xe bệnh viện cũng đưa về đấy. Và cái ông bố ấy thì nói là bệnh viện gì ở trong miền Nam thì mình không sống ở trong, như là mình cũng xem rồi, xem đi xem lại xong mình lại quên. Bệnh viện có nghĩa là bệnh viện bó tay rồi, bệnh viện trả về rồi. Mà nhìn cái hình ảnh của cháu thì là cháu cứ nấc nấc lên đi, trông trông giống như là sắp chết thật ấy. Thì mình cũng xem nhưng mà mình không dám đưa vào đây bởi vì nó là nhạy cảm, sợ là không không ổn với YouTube nên mình không dám đưa. Thì đưa về đấy và bảo mấy nhà chùa như thế thì ông bố mới, lúc đấy là cháu vẫn còn thở oxy và đậy cái khăn ở trên mặt của cháu. Thì khi đấy thì ông bố mới rút cái bình oxy ra và nói là rút oxy ra thì 1 tiếng sau thì cháu sẽ mất. Thế nhưng mà thật đúng là cháu hay là vào chùa chùa được cứu vãn, cứu 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 cháu sống, cháu được làm người thì mình không biết, nhưng mà rất là kỳ diệu, cháu cháu sống rất là kỳ diệu. Thì cái ông thầy này mình cũng lại quên tên, thì sao đầu của mình chán lắm, nhưng mà sau đây các bạn xem ở trong video sẽ có hết. Thì gửi ông thầy thì ông thầy ông ấy đêm hôm đấy thì ông ấy để trong cái góc phòng 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 của ông ấy ngủ, để trong cái nằm trong cái tông nằm ở cái cạnh tường ở góc phòng ông ngủ, còn ông ấy ngủ ở giường. Thì ông bảo thỉnh thoảng ông vẫn xem thì đấy nó vẫn sống, vẫn thở. Mà sau 12 tiếng các bạn ạ, đến tận 7 giờ sáng hôm sau nó vẫn sống mà nó thở còn mạnh hơn. Thì ông thầy ở trong chùa không biết làm nào được thì mới mang ra ghế băng ở bên ngoài để cho mọi người hô hoán, nên là có nghĩa là bảo là cháu bé có người bỏ rơi ở cái ghế băng đấy. Thế là người ta mới gọi xe cấp cứu thì mang đi bệnh viện thì cứu sống cháu, thế mới hay chứ. Mà trong khi đó mà trước đấy thì là bệnh viện bó tay trả về đấy, mà mới mà nhìn cháu thở cháu cứ nấc 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 lên đây này. Mà mình công nhận thì ông bố ấy còn dặn là nếu mà nó chết ấy thì nhờ nhà chùa chôn hộ, còn nếu mà nó sống ấy thì báo cho người ta, mà người ta gửi cái ông thầy kia kìa là 5 triệu để nhờ chôn cất. Mà mình thấy cái ông bố cũng dã man luôn ấy, cái bình oxy nó vẫn thở, rút bình oxy ra xong bảo là rút bình oxy ra thì sau sau 1 tiếng thì cháu sẽ mất, nhưng mà cháu không mất các bạn ạ. Phải nói là một điều rất là kỳ diệu. Thế cho nên là và nhiều lắm nhưng mà mình không dám cập nhật hết các bạn ạ, bởi vì nó nhạy cảm, như là mình sợ YouTube lại không đồng ý, cho nên là mình chỉ cập nhật một số thôi. Thì sau đây là các bạn sẽ xem cái video của mình nhé. yêu và đẹp cốt ra đây, tôi phải nói là nhờ tôi chôn cất như vậy đó, cha mẹ nó vậy đó mà còn sống như bỏ trong chùa như vậy đó. Rồi bây giờ nó đi cai như là tỉnh, giờ muốn nhận về rồi. Ba có lợi mà mẹ không có lợi, mẹ ngồi ngoài đường buổi chiều giờ này bấm lợi nè, đem lợi mà bé còn thở oxy lâu là hắn đi cho cấp cứu lại đây, là bỏ trong chùa, là nó bỏ vô chùa mà cứ đó là còn còn sống mà sao bỏ trong chùa. Khi nào chết đi rồi thiêu rồi đem cốt lên đây tôi thờ, nói là nhờ tôi chôn cất đó trong bệnh viện đi về thở oxy. Có cái ông sao tôi đi núi Tây Ninh rồi gọi lại, tôi nói là tôi đi Tây Ninh rồi muốn gì thì tôi đi về đi, rồi tôi chỉ cho vô trung tâm mà nhận. Sau khi trong phòng á mà vậy mà không chết á, tan là che ma chai vậy đó, mà tôi nghĩ là còn sống mà sao tôi không chôn được. Đó tôi mới nằm ra ghế đá, tôi nhờ là thầy đồ cứu giúp giùm, thầy cũng có thường thiện mang chứ còn đẩy cái khăn trên mũi, đẩy cái khăn trên mũi với cái bình oxy,
rồi cha nó rút cái bình oxy ra, nó là chừng một tiếng một hồi sau nó chết. Giờ nó chết, bác sĩ chê rồi, ở Cần Thơ rồi điều chê hết, lên đây còn điều chê hết. Ngày sau mới trở lại, còn sao mình để mấy bé lại đây? Nó vậy xong rồi nó dậy đó, cái rút cái bình oxy ra là một tiếng, mà trong một đêm nó tới sáng không chết luôn. Rồi cái đi không biết trong sữa gì đâu. Nằm đi. Nằm kế bên vậy? Nằm đây nè. Trong cái thùng? Ờ, trong cái thùng. Còn tối 10 giờ 11 giờ thì dở trong cái thùng sống nữa. Ờ. Tôi nói, từ giờ tôi cũng dẫn sống, rồi sáng tôi ngủ. Tôi ngủ cũng không có yên tâm nữa, tới sáng bây giờ thì dậy. Sáng bây giờ dậy thì cũng sống nữa. Chỉ vậy thôi, Tâm ơi, mày có cái cách này nè. Mày nhờ mấy thầy đi cứu chữa nó chứ còn mày không có biết trung tâm nào đâu, mày gỡ vô. Đó, tôi mới đem ra để cái ghế đá là cho báo quan rồi tôi nghe là tôi nhìn đó là đứa bé rơi. Đó, là người ta mới nhận vô là có ông thầy, có mấy người đi chùa đó, tôi mới nhận vô, tôi đem vô trong trung tâm. Qua mấy tuần sau đó đầu cái là tôi nghe thiện vô đó, rồi nói là nó tỉnh rồi, là nó xe ông là xin về nuôi đó. Lúc đó mình lên luôn hả? Hai chồng lên luôn, công an mời tới mời lui tôi luôn, lắm dám nhận tiền như vậy. Dám nhận tiền con như vậy, rồi tôi nói như vậy đó, nói anh thiện nói như vậy, nó dám nhận tiền như vậy mà làm đám ma chay mà con còn sống mà không báo, sống mà tôi cứu sống mà vậy mà lắm lực lộng mà thì cái bẻ chĩa tôi, nói tôi là hãy ngời, nói tôi là chôn con đó, chuyện gì mà dính líu, cha mẹ nó ở tù chứ không phải là chồng bận tâm, không có liên can gì hết trơn á, muốn nhận con lại mà muốn bẻ chĩa người ta, muốn lật lòng người ta. Là đi đổ xăng hay là mua đồ nấu ăn cơm đồ đó là 5 triệu 2 tháng rồi. Người ta cứu chữa nó chứ mình không biết gì, mình đâu có, từ đó đâu có biết con nít đâu gì đáng đó. Tại tôi đây chỉ là nhờ thầy rồi mới cứu chữa được, thì thầy được có từ thiện là nhiều đó, thì mới cứu vớt được. Tôi không biết cái về những cái đó là cũng đi tại đây đâu, chỉ là thùng kế bên luôn, ngủ ngang được cho nó luôn. Chi hô lên mấy người đi chùa, ta chi hô lên đó, ta mới ẩm đi lên taxi. Nó không có động gì, không nghe cái kêu gì trên á, không nghe khóc cái gì trên á. Mà 9, 10 giờ, 11 giờ tôi vẫn mở thang tôi thấy cuộc sống đi. Sống nít ra sao? Sao quá quý. Nãy mới lợi người ta chửi rồi sao nó bỏ chạy ra kịp luôn. Mày đang mày giết con mày ha, mày hai vợ chồng mày đâu có nghèo đâu mà mày bỏ con mày, mày giết con mày ha. Mày lợi để lần thứ hai cũng phải chích mẹ tụi bay hết trơn, mày đừng nhận con mày, mày bẻ rộng bẻ kỹ người ta nha. Tao không cho tụi bay nhận luôn á, đừng không có cho tụi bay nhận, tao lên trung tâm tao báo không cho tụi bay nhận luôn nè. Dạ. Vợ của tao chừng 30 tuổi à. Với thằng chồng mới lật chĩa rồi tính nhận con này đó. Ừ. Lật đụng lại mới nhận con, nó mới vô đây mới quậy á, mới quậy đó. Bạn này mới đưa cho 2 triệu. Dạ. Nói là người ta bỏ trong cái thùng á là 2 triệu thôi đưa mà 2 triệu. 5 triệu đi, nói hẳn là 5 triệu đi. Dạ. 5 triệu. Nó 5 triệu hả, 3 triệu thì mà chú này đưa cho thằng em tôi. Không, tôi không là 2 nhận. Triệu. 2 triệu mà thằng này nó không, tôi không có nhận. Bây giờ tôi làm giùm thôi, tôi làm phước thôi. Thì thằng em tôi nó cưa 4 cái dán rồi, chuẩn bị mà nó nói đâu để coi đứa nhỏ còn sống hay chết, thì vô dở đứa nhỏ nó thở khì, em tôi mới nghe, em tôi mới không được, bây giờ ôm đem ra đẩy đây đi. Mà bé nó hồi hầu sao tôi nói còn sống á, chừng tới hồi sao chết thì xong rồi bỏ đi về. Bỏ đâu ta? Ừ, ở đây. Đây. Ở chỗ nào đó anh? Nó chôn như vậy đó, kia đó. Chỗ đó có chôn mà.